Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Kim Nga lên nè, hồi nãy em thấy là có xịt bùa, xịt ngải đầu lên mà tấm hình ảnh của cậu Năm Vũ Linh đó cô chú anh chị ơi. Hiện tại bây giờ còn đứng ở trong mộ nè nha cô chú anh chị. Em mới up cái clip đi lên loại cô chú anh chị à. Cô qua chụp hình nè với cậu gì vậy? Nhưng mà đó giờ em không biết được ảnh đâu. Cúng trước hai ngày. Cô là sao với em kết nghĩa của năm kết nghĩa. Chị Nga không? Hỏi chị Nga chưa? Hả? Mà anh có hỏi gì, hỏi thăm chị Nga chưa? Lâu lên có điều gì chị muốn chia sẻ không chị Nga? Chị Nga cứ lắc đầu không à. Sao cái lô lên cậu quay cái nghe nha. Chị đâu nói gì được rồi. Được rồi. Nói gì tình mày được rồi, có gì. Con lẻo. Chị này đâu có nói gì đâu rồi. Đâu có nói gì. Cô Liễu mà cứ anh hỏi cô lành hay gì đó. Mát không chị? Hậu cậu mát không? Chị Nga đứng đằng kia. Tên Trâm chứ tên gì? Phải không? Hồi nãy à. Tên gì? Trâm. Trâm. Tên Trâm. Tên đi Trâm. Trời ơi lớn tuổi gì ra? Có ghệ chưa? Bữa nay 27 tuổi rồi, 28 rồi. 28 rồi hả? Có ghệ chưa? Có rỉu không? Kỳ quá, có rỉu. Người ta ái mộ mình, người ta thương mình, người ta mới quay kệ đi con. Người ta hỏi thăm coi có ghệ chưa chứ có gì đâu. Đừng có ghẹo, nó có ghệ. Rồi vậy không chịu có ghệ hả? Rồi. Hỏi thương mắt năm hôn thì nó trả lời cho. Đi lại quay ra. Rồi Khang đứng quay chị đi nha Khang. Lại đây quay đằng đây. Hỏi sao chị Nga đứng đằng đó hoài không lại lại. Nó quay có gì đâu bình thường mà. Cũng hay lên nhà hồi đó cậu. Chăm quay giùm em. Mắt gì vậy? Đang người ta đang ghệ đâu?
lên không dắt ghế lên hả Trâm? Không rồi. Đừng có chọc tao. Bữa nay con lên cúng sinh nhật bạn Năm. Bạn Năm mốt mà. Mốt là làm ở nhà. Chị Nga chị đứng ngoài kia kìa. Thì cô mới nói cho con nghe thì cậu cũng là ăn nhưng mà cậu hạn chế, tại cậu hát cậu sợ nóng. Còn cái này là cái lòng của chị khán giả với Bến Tre, chị hái cái hồ nghiêm lên chị kêu con nghe là phải tách ra đem cúng cậu, là cái lòng của người ta là cái đây là mình thấy cái lòng vậy mình đem lên mình cúng cậu hết ơi. Hết ơi, cô lạnh lên kiếm kìa, cô lẻo chứ. Cô lẻo với chị Nga lên kiếm kìa. Hôm qua cũng có mấy người khán giả gửi. Kìa chị Nga đứng gần kia kìa. Kìa. Ủa nó dốc hả trời? Dạ cả giả cũng mình cũng có. À chị Nga đứng đằng kia kìa. À chị Nga hay chứ à. Cô cúng thù nguyên khán giả vô mình lựa cái nào cũng có đặt thù nguyên. Nói chung là khán giả cái lòng ta cúng cái gì thì cúng cái nấy thôi. Rồi có nhiều cúng cúng mặn thì cũng bị nói cơm, nhà chị Nga cúng cơm thì cúng theo ý cậu. Ở nhà mình cúng. Bây giờ quanh mộ cậu rồi. Này thấy nha, xịt nước hoa gì vỗ khăn ướt các cô chú anh chị. Lau mộ cậu tùm lum ra mặt trên mặt dưới. Tùm lum hết rồi cô chú anh chị ơi. Cái đó xịt nước hoa bùa. Nước bùa hả? Xịt nước bùa vô khăn á, lau mộ cậu để chút về hết đi là mình lấy lụ mình lau lại. Lấy xịt gì xịt 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 rồi. Có ghê không? Cầm mấy cái nữa nha. Nóng quá ta, nóng quá trời ta. Biết cậu Năm tên gì không Trâm? Biết tên gì? Trời ơi, Vũ Linh thì ai không biết. Ông tên thiệt là gì? Nghệ sĩ Vũ Linh. Không phải, tên thiệt là tên gì? Cái tên pháp danh á. Quên không nhớ đâu. Trời ơi, vậy nó cháu mộng nhớ không trời. Rồi, dân ngoan. Đó, à, kêu qua Trâm. Kìa, kêu cha Trâm. Trâm. Kêu qua Trâm, lẹ lên. Biết rồi, cầm ổng thêm á. Ê, đâu? Xin vá chứ anh Đài hả? Thương em quá nhớ em hoài không? Vô gì mất nó. Cà. Clip tôi dữ trời. Con trái cà. Thì mấy con nữa bây giờ chưa ha? Mấy cô liễu. Tụi mời. Túi cái con quay. Cái bọc kìa chỗ cái con gì đó. Thú gì không nè. Chọc tao hoài không nổi. Vậy ai cứ này sẵn về hả chị Nga? Con. Trời ơi trời. Chị Nga không hé môi luôn. Thương em quá nhớ hoài hả? Mình tới chưa? Đi làm hả? Sĩ thủ. Để mắc lướt. Rồi bây giờ là rồi dạ. Con hello cô Liễu nha. Cô Liễu với chị Nga với con rồi, cháu chị em đi về hết rồi. Trời ơi, cậu ơi, mới sáng sớm mà cậu ơi. Xịt bồ, xịt ngải nên hình cậu tùm lum tùm la hết. Rồi, đi về. Thôi coi, hồi ở đây còn ai không vậy? Còn ai không? Còn ai không vậy? Rồi, hết rồi. Đi la hết rồi. La hết rồi, bây giờ đang đi la hết rồi cô chú anh chị ơi. À, đi la hết rồi cô chú ơi, không còn ai trong mộ hết nha. Rồi đang đi bộ từ từ nè cô chú. Còn Bùi Hải thì đứng ngay cửa nhà của cậu đây, không có đi theo. Đứng đây rồi mình coi coi trong đây còn ai sót ai không.
Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo nha.